What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì như các bạn đã biết, các cái dòng bàn phím cơ thì nó sẽ thường có cái thiết kế đó là có một cái bề mặt kim loại nằm phía trên như thế này. Đó, nhằm để cho gia tăng cái tính cứng cách của bàn phím. Khi mình bẻ nó sẽ rất là cứng, không có lỏng lẻo như những cái con bàn phím bằng nhựa. Và đồng thời nó sẽ làm cho cái bề mặt này khi mình gõ keycap thì nó sẽ kêu to hơn, nó với lại nó cũng đẹp hơn một phần nào đó, và nó bóng, độ bóng của kim loại nó cũng rất là đẹp. Thì như các bạn biết thì thường là nó sẽ làm cái mặt trên bằng một lớp kim loại như thế này, còn mặt đáy thì nó sẽ hoàn toàn là bằng nhựa đó. Nhưng các bạn đã thấy một cái con bàn phím cơ nào mà full cả mặt trên lẫn mặt dưới đều bằng kim loại chưa? Thì hôm nay mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn một con bàn phím cơ mà nó full hoàn toàn từ trên xuống dưới bằng kim loại luôn, nhìn như là đúc bằng nguyên khối vậy. Ok, đi thôi. Yeah. Rồi thì ở đây thì mình đang có chiếc bàn phím có cái chữ UE. Thực ra thì đây không phải tên của bàn phím hay tiếng Việt đâu, đó là Teamwork của thằng Teamwork, và cái tên của nó sẽ là Suzuku 87 dạng TKL thôi. Và đằng sau thì chúng ta sẽ có các cái thông tin của bàn phím rất là nhiều. Mình chỉ sẽ để ý một số cái, như là ví dụ như là có độ bền là tới 60 triệu lượt nhấn này, rồi có các phím multimedia này đó, rồi full alloy, tức là cái này nó hỗ trợ là hoàn toàn bằng kim loại luôn đó, full bằng kim loại luôn. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn coi. Cái tấm hộp của nó thì cũng khá là chắc chắn với một hộp giấy rất là dày, màu đen hoàn toàn luôn. Khi mà mình hộp ra thì ở bên trong nó sẽ có một cái lớp giấy nữa, nên là lớp giấy này là lớp giấy khá là đục trong suốt, nó rất là đẹp để bịt lại cái con bàn phím này. Ở phía trong là chúng ta thấy có đóng gói rất là cẩn thận luôn. Đó, xung quanh đây là mút kín hết. Đó. Đây là dạng TKL nha các bạn, và cái bàn phím này là bàn phím TKL chứ không phải là bàn phím full size. Ở đây, trong này cái cuộn dây nó sẽ được giấu ở trong một cái cung bằng giấy ở trong đây luôn. Đó, cái hộp bằng giấy nhỏ ở đây. Và ở đây trong này chúng ta sẽ có thêm một cái phụ kiện, hai cái phụ kiện nữa, đó là một cái nhổ keycap kim nhổ switch, có hai đầu, đầu nhổ keycap và đầu nhổ switch. Đồng thời là nó sẽ cho một cái khung đựng 4 cái switch để mình thay thế. Ngoài ra thì chúng ta vẫn còn một cuốn cửa âm chân kinh nữa, và cái cuốn này dùng để chủ yếu rất là mát. Thôi, chúng ta sẽ bỏ sang hộp sang một bên. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là chiếc bàn phím Suzuku 87 này. Thì trước đây mình đã có review con Suzuku 104 phím, tức là full size, nhưng mà hiện tại con đó thì bây giờ nó đang tạm ngưng rồi. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang con Suzuku 87 phím này. Thì con này có cái gì đặc biệt? Đầu tiên các bạn có thể thấy là cái form thiết kế của nó là cực kỳ gọn gàng. Hầu như tất cả các cạnh đều là ôm sát lấy cái form bàn phím, những form nút này luôn, nên là hầu như là không có lộ ra cái phần thừa nào ở xung quanh. Đó là cái form gọn gàng duy nhất. Và trên đây chúng ta sẽ thấy có một cái khắc chữ kim loại, chữ UE Plus. Đó chính là cái tên của bàn phím này. Đó là cái khắc, là khắc kim loại mà khắc nổi nhé, không phải là dạng mà khắc kim loại bình thường là yeah đâu, là khắc nổi. Ở đây chúng ta sẽ có cái bề mặt bằng kim loại rồi. Đó, bề mặt bằng kim loại, và cái keycap của nó sẽ là keycap màu đen double shot. Nó sẽ làm double shot thì con này tuy nhiên nó chỉ có làm lớp ở phía trên thôi, chứ không phải là double shot mà kiểu dạng tràn hết xung quanh. Thì keycap này nó cũng đủ để cho mình có thể sử dụng một thời gian rất là dài mà không hề bị phai chữ hay là bay màu, và đồng thời thì led nó vẫn có thể xuyên qua rất thoải mái. Chúng ta sẽ đi sơ qua về cái phần keycap của con này. Keycap của con này thì vẫn là keycap nhựa mà thôi, chứ không phải là bằng mọc dù. Ngoài ra thì cái đầu của nó sẽ là bằng mạ vàng luôn. Đó, màu vàng rất là đẹp như thế này. Và cái keycap này cũng khá là dài, khoảng tầm 1.8m, đủ để cho các bạn có thể nối dài đến cây của mình vô tư. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái phần mà nổi bật nhất của con bàn phím này, đó chính là cái phần đáy của con này. Đây. Đó, phần đáy của con này thì hoàn toàn bằng một cái đáy mà của nó bằng hoàn toàn bằng kim loại luôn. Thì các bạn có thể thấy cái độ mượt của nó như thế này. Đây, nó không để một tí vết nào phía sau này, nhìn rất là đẹp. Đó, nó vẫn có hỗ trợ hai cái lẫy để mình nâng hạ độ cao của phím. Đó, và nó sẽ có vẫn có các cái lớp cao su ở đây để mình có thể chống trơn chống trượt.
Và các bạn có thể nhìn thấy là phía bên cạnh viền của nó là cái đường diamond cắt xuyên suốt bọc lấy chiếc bàn phím này luôn. Và nó sẽ giống như là làm liền luôn từ trên xuống dưới, nhìn như là một nguyên khối từ một cái đúc ra vậy, chứ không phải là mà ghép từ hai miếng từ phía trên vào. Đó, nhìn rất là đẹp. Đó, đây là một trong những cái con bàn phím mà mình thấy có thiết kế rất là độc và cực kỳ đẹp từ trước đến giờ. Đó là một trong những cái bàn phím TKL mà đẹp nhất mà mình từng trên tay đấy. Thì con này đang sử dụng Blue Switch của thằng Zero luôn, nó tự sản xuất. Và cái Blue Switch này thì vẫn có tiếng của nó không phải là thuộc diện to lắm, nhưng mà đủ để nghe tiếng click key rất là rõ và đanh. Ngoài ra thì em này nó còn đang hỗ trợ cho các bạn có thể khả năng thay nóng switch cho bằng một nốt nhạc thôi. Đây mình sẽ thử thay cho các bạn một em switch như thế nào nhé. Thì các bạn chỉ cần lấy cái nhổ switch, một là mình sử dụng cái có sẵn ở trong cái bao bì của nó, rồi mình kẹp vào cái switch rồi nhổ lên, kẹp vào phía dưới dọc nhé, rồi mình nhổ lên là ok ngay. Và phía dưới chân switch thì chúng ta thấy có một cái hệ thống nhìn rất là đẹp và chắc chắn. Đây là những cái hệ thống mà để mình cắm switch trực tiếp vào và mình không cần phải mở ra hàn mặt như những cái con bàn phím khác, rất là đơn giản luôn. Đó là những cái điểm, đó là một trong những cái điểm nổi bật nhất của con này. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần đó là đèn LED. Đèn LED của con này thì đang hỗ trợ nó là đèn LED Rainbow mà thôi, chứ không phải là đèn RGB. Tại vì với cái tầm giá tiền thì cũng chỉ là khoảng tầm dưới hơn 700 ngàn một chút, thì nó chỉ hỗ trợ đèn LED Rainbow mà thôi. Nhưng mà vẫn đủ sáng và có rất là nhiều chế độ để cho các bạn cũng có thể thưởng thức được. Ok, và sau khi mình đã tắt điện đi và bật đèn LED của con này lên thì các bạn đã thấy là nó sử dụng hệ thống đèn LED Rainbow với mỗi hàng một màu. Và chúng ta vẫn có thể chỉnh được các cái kiểu LED. Và đầu tiên là mình sẽ tùy chỉnh độ sáng, thì chúng ta sẽ có FN cộng phê up và phê down. Nếu mà phê down thì sẽ giảm độ sáng và phê up sẽ là tăng độ sáng. Nó chỉ có 3 nấc mà thôi, không thể tắt hoàn toàn được, tại vì nó sẽ có một cái chế độ là tắt LED hoàn toàn luôn. Và để đổi chế độ thì chúng ta chỉ việc ấn FN và nút F9. Đây, để mình thử cho các bạn cùng coi. Đây là chế độ Breathing, là chớp tắt đấy. Tiếp theo là chế độ ấn phím nào sáng phím đó. Đó. Đây là chế độ mà ấn phím nào nó sẽ tắt phím đấy. Đó. Tiếp theo là chế độ Tipple, tức là mình gõ nó sẽ tỏa ra hai bên. Ở đây mình có thể ấn FN cộng dấu cộng để tăng tốc độ LED lên, bấm nó sẽ chạy nhanh hơn. Và FN trừ để giảm tốc độ, đó, bấm nó sẽ chậm hơn. Tương tự như vậy ở các chế độ khác thì đều dùng FN cộng và FN trừ. Tiếp theo là chế độ Waving, tức là nó sẽ lượn sóng từ bên trái qua bên phải. Đây là chế độ sẽ chạy theo từng hàng, giống như là mình chơi rắn vậy, nhưng mà nó sẽ chạy theo từng hàng một. Mình cũng có thể tăng giảm tốc độ ở FN cộng và FN trừ các chế độ này luôn. Đó. Và chế độ nữa là chế độ tắt hết LED, cái này thì không cần phải bàn rồi. Và chúng ta sẽ quay lại, đó là chế độ ban đầu, sáng hết bình thường. Đó. Và các cái nút cắt lock này hoặc là nút win lock này, đó, thì mình phải bật chức năng cắt lock hoặc là chức năng win lock thì nó mới sáng, còn không thì nó sẽ tắt nha các bạn. Đó là cái lưu ý. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần khá là quan trọng, đó là cái phần test tiếng gõ của con này cũng như là cảm giác gõ của em này nhé. Mình đã đưa cái mic vào gần chiếc bàn phím hơn để cho các bạn nghe được tiếng gõ của em này hơn. Thì con này đang sử dụng Blue Switch, cái lực nhấn của nó cũng khá là nhẹ. Bây giờ mình sẽ gõ thử cho các bạn cùng coi nghe một đoạn nhé. Đó, các bạn có thể thấy là cái tiếng của nó gõ tuy rằng không được to lắm, nhưng mà nó lại cực kỳ nghe rất là thích tai và nó không có quá là đanh. Và các cái nút như là nút cắt hay nút shift như thế này, thì nút enter nữa, những cái nút dài thì nó không hề có cảm giác lỏng lẻo mà nó rất là chắc chắn, gõ rất là đầm, không hề có tiếng lo xo luôn. Nói chung về cảm giác gõ của này thì mình cũng đánh giá khá là cao. Ok, vậy tổng kết lại là gì? Một con bàn phím có thiết kế nhỏ gọn cực kỳ, TKL như thế này, và đồng thời có sử dụng Blue Switch và nó có thể thay nóng switch trong vòng một nốt nhạc. Ngoài ra cái ưu điểm của nó nữa là một cái thiết kế full kim loại, bọc từ trên xuống dưới full hoàn toàn kim loại luôn, rất là đẹp, rất là sang trọng.
thì với tầm giá khoảng hơn 700 ngàn thì các bạn có chấp nhận bỏ ra để mua một con bàn phím như thế này không? Có lẽ nó cũng vừa làm cảnh được luôn và cũng vừa để chơi game tốt. Đó, thì với tầm giá như thế thì các bạn có thấy mắc hay không? Hãy để lại comment là những cái ý kiến của các bạn về chiếc bàn phím này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn kỳ sau. Bye bye.